gì để mình vẽ lại những cái gì mà tụi con thích ha. Bạn là thích vẽ như ngôi nhà của mình, cây cối nè, ngôi nhà nè, vẽ ba mẹ mình luôn ha. Mình sẽ có cái bộ sáp màu nè. Rồi bây giờ tụi con sẽ cầm cái cây màu sáp để tô cái màu này tụi con nha. Của con là màu gì? Giỏi quá, đẹp quá nè. Cô có một bé rồng rất là xinh. Các bạn nào, bạn gấu du hành vũ trụ, giơ tay lên. Bây giờ cô chỉ tụi con pha màu nước ha. Bây giờ màu vàng nó không còn là màu vàng, màu xanh dương nó không còn là màu xanh dương. Màu gì, màu gì, bạn nào? Màu gì, màu gì? Sao quá trời, trời ơi, sao nó kỳ diệu vậy ta? Rồi bây giờ mình nhúng cái tay mình vô nước rồi mình ịn vô bảng màu, mình ịn lên những cái cây tụi con ha. Academy, học điều hay từ phút giây trải nghiệm.